rồi luôn, cái lợn không có đặt đây mất tiêu luôn. Cá lóc có gì trời? Ồ, cá lóc mọi người ơi. Cá này đố mọi người trái cái gì nha mọi người. Nè. Đó. Hai bộ ngót xin chào tất cả các bạn và mọi người. Clip hôm nay hai ngót ghi hình lại là hai bộ ngót sẽ đi thì cuốn cái luồng lờ của hai bộ ngót về nha mọi người. Thì cấp ổng gà hai bộ ngót gặp cũng khá lâu và cũng bị người ta lấy hết cũng mấy cái nha mọi người. Với lại đặt cũng dính cá thì nó cũng không có được nhiều mọi người. Cho nên là hôm nay hai ngót quyết định là hai ngót sẽ đi cuốn nó về nha mọi người. Cuốn về để tiến hành sửa chữa lại rồi đi đặt một cái chỗ mới. Hai ngót quyết định là sẽ đem lại cái chỗ mà hai ngót có làm một cái video đó là hai ngót đi cắm cầu ếch đó mọi người. Thì cái chỗ đó hai ngót thấy cũng khá là ngon, thì hai ngót sẽ quyết định là sẽ giờ là trên đó cắm của giờ là trên đó đặt thôi rồi. Chỗ đó rất là ngon rồi. Bây giờ hôm nay trời cũng chiều rồi mọi người, trời cũng chiều rồi, cho nên là hai ngót cũng tranh thủ đi cuốn nó về nha mọi người, sẽ tiến hành đi đặt nó nha mọi người. Clip hôm nay hai ngót sẽ làm vậy, rồi hai ngót sẽ mời mọi người xem tiếp video của hai ngót, xem coi hai ngót cuốn rồi có may mắn dính được con rắn, con lươn, con cá to nào không nha mọi người. Rồi hai ngót mời mọi người xem tiếp video của hai ngót nha. Địa điểm đầu tiên nha mọi người, thăm cái lờ trong tay thu vô cuốn về đặt cũng hổm gài từ cái lúc đặt mà về cũng rất lâu nha mọi người. Cái tháng mấy thăm được cũng cửa được mấy lần. Không biết cái gì chưa. Hai bộ ngót phát hiện ở đó có một cái lờ của mọi người, lờ có ai đặt đó mọi người. Rồi hai ngót sẽ tiến hành vào trong để tâm hai cái lờ, cuốn hai cái lờ luôn mọi người vào trong cái chỗ này. Bắt đầu đây nè mọi người, dính cuốn nó luôn, dính hay không dính thì cũng cuốn luôn. Không không lại chắc rồi, bắt hết mấy cái rồi, đặt cái khu này bị người ta lấy hết mấy cái. Ui gì vậy, lóc 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 con mọi người ơi. Ủa cái lóc lóc cái tập dục rồi như con cái rô. Để vào đây xem cái tổ ong ngoài ngày nha mọi người, trước đốt ở dưới đó. Cái mình thấy nó đem về cái máy nó tội quá, cái sợ nó chết á, cái đem lại đây buộc lại đây rồi xem bây giờ nó sao rồi. Ồ nở ra hết cái gì rồi mọi người ơi, nở ra nó bỏ ổ đi hết rồi mọi người. Mấy tổ ong ngày khủng khiếp mọi người. Cái trước lại là mấy mấy mương á, chích hàm ngót á, đặt lờ chích cái ghét quá đốt. Ủa mấy cái này nó nở ra gì nè, nó nở đi ra hết rồi nè. Coi ơi còn mấy sót một mớ chết nè mọi người ơi. Con này là không được chăm sóc nè hay gì nè. Nở ra cũng con mớ hà, còn mớ là chết. Tại vì không được chăm sóc á, được rồi mấy con ong kia chăm sóc á, cái nó chết, nó hư nó chết. Đây nè, đây nè, toàn bọn này mấy con này chết nè. Chết cũng mớ, còn mớ nở ra. Chúng mình cắn buộc để đi đi, kỷ niệm đi. Cái cho thầy này kỷ niệm. Vào xem cái lợn này coi nó có dính gì. Cuốn nó luôn mọi người. Cũng để cũng khá lâu rồi. Rồi cuốn nó luôn. Được cá rô với con cá sặc với mớ ấp. Rồi luôn, cái lợn hai ngót đặt đây mất tiêu luôn. Trời ơi, ai lấy cái lợn của hai ngót nữa rồi mọi người ơi. Đặt cái chỗ này cái lợn nè. Trời ơi trời. Coi có con gì đây không. Thất bại rồi mọi người. Đó là vào cái khu vườn chanh này thăm cái lợn này. Coi thử có dính gì không, hay cá lóc mít kìa. Cá lóc mít chích xịn luôn kìa mọi người. Cá lóc mít chích xịn luôn. Dữ thiệt chứ. Có gì đâu Để vào đây thăm cái luồng lờ của lờ mới nha mọi người.
nước quá cạn mọi người ơi. Ơi hai nhúc nhích vậy mọi người, hàng quá hai nhúc nhích đó. Ừ ừ cá lóc có gì trời. Ồ cá lóc mọi người ơi, trời ơi nè cá lóc có bự rồi nè trời. Ui cái nè mọi người không gài à, tính tính kiểu như không có dính đó mọi người, nhẹ để đặt lại mọi người, dính cái lóc nè trời. Quá đã mọi người ơi, nè nọ không cần chưa, hổm là sảy bây giờ là dính lại nha mọi người, dính là con khá cá khác nguyên khác nha, hổm ngày cái mọi người đặt trong này khá lâu bây giờ mới dính đó nha mọi người. Ngon 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 ngon, im im bây giờ cũng cuốn luôn mà chứ đâu có để đây nữa mọi người, ra đây để đồ lên đây nước cạn quá, lấy đồ rồi đựng cá. Ồ, đây là hổm gài mới dính được cái lóc của trời nè. Trời có cá lóc nha mọi người. Rồi ngon lành nha. Ủa, chứ nó cạn que mà dính với cá lóc trời. Nè, cá lóc có bự cái này trời. Cá lóc. Cá lóc này nó bự mọi ơi. Phun ga luôn trời. Mạnh với mày. Này nó gỡ cây luôn mọi người, gỡ cây bỏ ra luôn. Sấy chai gỡ cây ra hết. Lần đầu tiên dính được con cá lóc nha mọi người. cái clip hổm là cá lóc dính nhưng mà nó sảy rồi mọi người, không ăn được. Con này dính nè. Con này nó mạnh dữ trời, cái này nó không chịu ra luôn mọi người. Vô đây luôn đi con. Đó. Còn đây mấy cái sặc nha mọi người. Mấy cái sặc. Vô luôn. Cuốn luôn rồi, không còn đặt nữa. Cũng đặt chỗ mới nha, cái này cũng khá lâu mới dính được cá lóc đó trời. Ốc không à, hai ngót xe bỏ ốc hết, không lấy ốc. Tiến vào đây thăm cái lờ đó nha mọi người, cái lờ thứ hai của cái luồng lờ mới nha. Ồ trời, cái lờ gì mà ngán nghiêng ngửa trời, có người thăm mà mọi người thấy nhúc nhích nhích. Nước cạn quá cạn. Sạc mới cái sạc được đâu cỡ 5-6 con á, sạc cũng bự bự không à. Mọi người nhìn thấy cái lời của hai món nằm tút trên khơi không mọi người, cái này có dấu hiệu của người ta thăm mà nè mọi người, có dấu hiệu của người ta thăm mà nè. Đặt chỗ kia cái cọc cũng thấy có dính cá mọi người, cái nhít dữ kìa, có là sắc cái sạc á. Ồ cái sạc cũng được mới nè. Ồ cũng nhiều quá nè mọi người. Ồ ồ dữ à, cuốn luôn. Tiếp đến vào đây thăm cái lợn này trời ơi, mọi người thấy cái bọt nó vô là bọt luôn mọi người. có cá mắm vô mà sao nó làm bọt kìa, chờ được mấy con mà làm bọt ghê thì mấy con mọi người làm bọt cái này. Hai ngót đặt ở bên cái kinh em đây nè mọi người, được cái lợn chỗ này mà sao thấy mất tiêu rồi trời, như là có người lấy hay gì người ta. Cạn quá, chừng người ta lấy rồi. Tiêu người ta. Rồi luôn rồi, tiêu rồi mọi người ơi. Thì chúng cướp rồi, cặp tặc rồi. Tặc lờ cho cướp nó tiêu rồi. Tặc kiểu này mà thì nước giật xuống cái là nó lờ lên cao lắm cao. Rồi bị cướp mất tiêu rồi, bị chúng lấy rồi, chúng thấy rồi. Mò cái giò chỗ này là thấy mất tiêu rồi, thấy biết nước cạn quay rồi. Rồi bị mất cái lờ rồi mọi người ơi. Thì người ta lấy mất cái lờ rồi. Cái này ăn được như trên á, toàn là chúng lấy không à. Chán. Hai bò ngót nghi là mép giường mép đây nè mọi người, người ta đi giường mép đây người ta qua người ta lấy nè, chứ còn cái bức tường này cái này cao lắm ra trong đây người ta không lấy đâu. Mép đây nè, mép đây người ta qua người ta thấy người ta lấy nè. Rồi đó đặt cái đó lò cao lên trên luôn, nước trượt xuống là lò lên dữ lắm rồi, thôi mắc rồi thôi chứ sao giờ mọi người. Đặt cái này thì cũng hơi xui mọi người, hên ăn cá thua không xui thì mắc lờ mắc cá luôn mọi người, nghi là dính cá bị gì người ta mới lấy mọi người. Uổng hết cái lờ, do đó thăm cái lờ trong đó, lờ trong cái góc trong cái mương đó.
chốt giao thông nha mọi người. À, mọi người phát hiện ở đây có một cái cây hay trái nha mọi người. Người xem cái video này đó cho mọi người xem trái nè, đó. Trái này đố mọi người trái cái gì nha mọi người. Nè. Đó, hai ngót trên video có hai ngót thì chung là những trái là lạ, hai ngót quay lại và hỏi mọi người xem cho mọi người biết comment cho hai ngót, nhưng mà thấy ít ai xem comment lắm mọi người. Đố mọi người nghe ai biết cái trái này cái gì là comment cho hai ngót biết nha. Rồi giờ sẽ qua đây thăm cái lờ trong cái ao này nha mọi người. Đó, hy vọng là đừng có trúng lấy nữa. Lấy mệt, lấy hoài mệt. Úi trời 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 trời. Sâu dữ trời. Lấy hoài chết luôn á. Cá khủng mắc quờ lờ hoài. Ồ cá. Cá ít nhiều, cái con mà cá cũng bự bự không à. Hà có vào cái vườn hạnh này để thăm hai cái lờ, nhưng mà đem cái múc kia cái chặt phá quá trời, không đổ cái lờ đó cá quá nhiều luôn mọi người. À, hôm nay cuốn luôn. Cuốn về giờ chỗ mới mất anh cái lờ, luồn lờ mới thì mất anh cái, còn cái luồn lờ cũ thì mất hai cái, mất quá mất rồi, giờ phải cuốn luôn, không có để nữa. Cái gì đây, ông ốc kìa. Ồ ồ được mới mọi người. Ôi trời trời trời. Ui được mới cái sạch, mới cái sạch chứ mới ấp luôn mọi người. Đặt cuối bờ cái đó nha mọi người, cuối bờ ở đây ta, ở đây ở đây cá quận kìa, cá quận ôi trời ơi dính gì không đây, có sạch ốc ốc. Mùi đậu nhãn ốc ghê hồn kìa, ốc bu không luôn. Cái này mà chịu bắt nãy giờ chắc cả nửa ký vào cái con đường mòn ở đây thăm cái lờ cuối cùng nha mọi người, xem thử coi nó có dính hay gì không. Khá là mệt. Còn ở còn lờ phải sao, không tưởng là chúng đấy nữa. Ô 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 ô. Cũng đã về tới nhà rồi nha mọi người. Đây là cái luồng lờ mới nè. Cái luồng lờ mới thì 10 cái nhưng mà hai ngón bị mất hết một cái rồi. Thì ra là còn được 9 cái. 9 cái lờ. Còn đây là cũ cái dài vàng viền bằng kim loại nha mọi người. Bằng sắt bằng kim loại. Thì cái này cũng mua cũng 10 cái nhưng mà bị mất hết hai cái. Còn được 8 cái, còn được 8 cái. Chúng mà đặt cái này dễ bị mất. Trùng giờ thì lúc trước đặt ít người đặt, mà giờ đặt nhiều á cái dễ đụng đầu với nhau, người ta lấy cái thăm lờ mình dính cá người ta lấy luôn. Còn đây là sậy nè, sậy mới, sậy lờ là luồng lờ mới nè, sậy luôn của luồng lờ cũ nè. Đây là ba chai. À. Cái này là mấy cái lồng rắn đó mọi người. Cái lồng rắn đó. Hai tụi ngót chào tất cả các bạn và mọi người nha. Hiện tại giờ hai ngót cũng đã thăm xong rồi nha mọi người. Trời nó cũng chiều rồi, nó cũng hiện giờ nó cũng năm mấy sáu giờ, trời nó cũng khá là sụp tối rồi. Đây, nó cũng thu hoạch được nhiều cá nha mọi người. Đây, được cái lóc với mới cá sạch với cá rô nha mọi người. Để nó tiến hành đổ vô cái thao cho mọi người xem nha. Này cũng mới múc miếng nước vô nha mọi người. Đây để nó đổ vào cho mọi người xem nha.
à, cũng mới múc miếng nước vỗ thao này. Rồi, nó có nước để cho mấy cá được. Đấy, bỏ hết rồi, đổ hết chưa? Đây cho mọi người xem, đừng có lóc này nha mọi người, cá lóc rất là to nha mọi người. Này, hôm nay là thăm được con cá lóc nha, rất là vui nha. Nó tung biết rồi, cái mỏ nó tát luôn rồi mọi người thấy không? Tát mỏ luôn rồi, nó mục mụn như thế luôn, nó mục như thế. Nó tung vô cái lờ đó mọi người. Thì cái sạch được cũng mới, cái sạch cũng khá là đờ bột nha mọi người, cũng phải ít nha. Có cái rô nữa đó, cái rô mà nó nằm là lẫn lửng ở trong đây nè. Nè cái rô nè, cái rô này dạng cái rô lở đó mọi người, nó không có bự mấy đó mọi người. Đó, cá nhảy ra ngoài quá, bỏ nước vô cho nó có nước để nó đỡ mà nó nhảy quá. Ui trời trời, cái lóc nhảy. Ui, lóc này tối nay là nó nhảy giữa đám nhảy nè mọi người. Cái lóc này nó tung bỏ vô cái lu á, lu của mình nó tung cho mọi người, tung khỏi ngủ luôn, miếng nước vô nha mọi người. Đây được cái lóc nha mọi người, thì cũng cái lóc khá to nha. Đây, đầu tiên thăm dính được con cái lóc nha mọi người, hổm gài đạt không bao giờ dính, giờ được dính nè. Cái hổm có được con mà nó tới nó mới đăng á, mà nó sậy, con nó cũng nhỏ. Ui, con này là cũng khá là ổn. Ui trời ơi nha mọi người, hôm nay là được cái lóc này nướng ăn ngon lắm á. Nướng nướng chui nha mọi người. Nếu hôm nay chỉ đơn giản là ai mất đi thăm cái luồng lời của ai mất và cuốn về hết nha, cuốn về hết để người ta khá quá khá, người ta khá với người ta thăm á, người ta phá, người ta lấy quá à. Bây giờ muốn về đi nữa, đi đặt cái một cái chỗ mới nha mọi người. Vòng vòng đây hổm thấy đặt trùng với nhau mấy mấy chỗ luôn, thấy lạc chấp luôn. Chỉ người ta thăm của ta cái người ta qua cái thăm của mình, chỉ như không có cá thì người mà ác ác chứ cái người ta thăm có cá thì người ta lấy lờ luôn, người phải ta lấy cá thì người ta chừa lờ lại cho mình thì đỡ khổ. hôm nay chỉ đơn giản vậy thôi, hai ngó cũng khá là mệt rồi, mình chạy xe em ra đi thăm mọi người, chứ xe đạp thì thăm không nổi đâu, mệt quá. Hôm nay là bệnh lòng nghỉ làm ở nhà thăm cái luồng lờ, để hai ngó tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ chút xíu nha, nhưng mà có ăn cơm nước rồi không phải ngủ nhé. Thôi chào mọi người nha, hẹn gặp mọi người ở video tới nha. Bye bye nha, nhớ ủng hộ cho Hàm Quốc nha. Bye.